Chiều ngày 23 tháng 1, bà Tôn Nữ Thị Xí, quê tỉnh Thừa Thiên Huế, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12, đã giao nộp cho Chi Cục Kiểm Lâm thành phố Hồ Chí Minh một con trăn nhỏ. Ba à, mẹ con đang ngủ. Cầm cái điện thoại nhìn mới có 2 giờ 10 thôi. Thì tôi uh, nói thôi để kéo trăng đắp ngủ một tí nữa rồi dậy. Thì vừa đưa tay kéo thì chạm vào cái phật thể là nó mềm mà nó lạnh thôi. Chứ không không biết là trăn hay rắn. Phản hồn đứng về bật điện rồi mới đi ra ngoài này thì kêu hàng xóm nhờ hỗ trợ bắt vô dùm chứ lúc đó tôi rất là sợ sáu người hàng xóm tới hỗ trợ thì có cái anh đó anh bắt vô bỏ trong cái xô đó bây giờ chỉ giao về cho kiểm lâm để người ta bảo về nó rồi để mà đưa đến nơi những cái nơi mà nó đáng sống đến nhà bà sĩ để tiếp nhận trăng đưa về cứu hộ theo quy định kiểm lâm viên thuộc chi cục kiểm lâm thành phố hồ chí minh xác định đây là con trăng đất nặng khoảng 0,5 kg dài khoảng 60 cm Trang đất trên có tên khoa học là Biton tatus thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.